nhân ái và tò mò đó là cách mà Rodriguez được mẹ của mình Melinda Frangis mô tả với thế giới. Sau đám cưới đình đám của chị gái Jennifer Gess với vận động viên cưỡi ngựa Naya Nasser, Rory và em gái Phoebe đã trở thành tâm điểm chú ý. chàng trai 22 tuổi này khá kinh tiếng trên mạng xã hội, đam mê việc giải các câu đố và có mối quan hệ rất thân thiết với mẹ. Trong một bài viết, Melinda nói về việc nuôi dưỡng Rory thành một người ủng hộ nữ quyền và nói rằng cậu út nhà Gates không né tránh việc thảo luận về bình đẳng giới. Rory sinh ngày 23 tháng 5 năm 1999 tại Seattle và lớn lên trong một dinh thự sang trọng mang tên Sanadu 2.0 cùng với người chị Jennifer hơn anh 3 tuổi và em gái Phoebe nhỏ hơn Rory 3 tuổi. Dinh thự trị giá 150 triệu đô la Mỹ, rộng 66.000 mét vuông, có đủ tiện nghi như hồ bơi và bãi biển nhân tạo, với cắt lấy từ các đảo của vùng Caribe. Mặc dù có cuộc sống thượng lưu, Rory và chị em của anh vẫn phải tuân thủ các quy tắc do bố mẹ đặt ra, bao gồm không được sử dụng điện thoại di động trước 14 tuổi và phải rửa bát mỗi tối. Ngay cả khi có smartphone riêng, cả ba cũng bị giới hạn thời gian sử dụng và không được phép dùng khi ngồi vào bàn ăn. Rory theo học trường tư thục Lakeshire School ở Seattle, Washington, nơi Bill Gates từng học thời niên thiếu. Sau đó anh lấy bằng cử nhân kỹ thuật phần mềm máy tính và kinh tế tại Đại học Duke, nơi bà Melinda từng theo học và cũng giống như mẹ của mình, Rodi tiếp tục hoàn thành chương trình MBA tại trường kinh doanh Fuqua thuộc Đại học Duke. Melinda từng chia sẻ về thời gian tại Đại học Duke là những năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi và thậm chí đã tặng đại học này 20 triệu đô la Mỹ vào năm 1998 cho một dự án của trường. Bill và Melinda cũng quyên góp 10 triệu đô la Mỹ vào năm 2008 để hỗ trợ học bổng cho sinh viên đại học và sinh viên trường kinh doanh. Theo thông tin trên trang web của Quỹ Gates, trong một bài viết, Melinda nói về việc nuôi dưỡng Rory thành một người ủng hộ nữ quyền và nói rằng cậu út nhà Gates không né tránh việc thảo luận về bình đẳng giới. Con trai nói với tôi rằng nó nghĩ việc chống lại những chuẩn mực không công bằng là những gì mà đàn ông ở khắp thế giới nên làm. Thằng bé nhận ra rằng các chuẩn mực càng bám dễ sâu, càng cần nhiều dũng khí để đối đầu. Rory cũng tin rằng đó là trách nhiệm chung và là điều nó cố gắng để theo đuổi trong cuộc sống, Melinda viết. Rory được cho là đang theo học trường luật tại Đại học Chicago, theo Chicago Tribune. Bill và Melinda đã mua một ngôi nhà 5 phòng ngủ trị giá 1,25 triệu đô la Mỹ ở khu phố Southside High Park của Chicago vào năm 2018. Với diện tích gần 280 mét vuông, ngôi nhà này chỉ bằng một phần nhỏ so với dinh thự thời thơ ấu của Rory. Dù lý do mua không được xác định, tờ báo lưu ý rằng ngôi nhà tọa lạc gần Đại học Chicago và việc Rory đang học đại học có thể đưa ra lời giải thích cho việc mua nhà này. Trong khi Bill Gates từng chia sẻ rằng các con của ông chỉ được thừa kế một phần tài sản nhỏ, bà Melinda được cho là muốn tăng tài sản thừa kế cho các con theo Patrick. Theo bảng xếp hạng real time của Forbes, Bill Gates đang sở hữu khối tài sản trị giá 137,4 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó bà Melinda Gates có 6,2 tỷ đô la Mỹ. Việc thừa hưởng một phần nhỏ tài sản của cha mẹ cũng có thể đưa Rory và chị em của mình trở thành triệu phú, thậm chí là tỷ phú trong tương lai tuy nhiên chỉ có thời gian mới biết được anh sẽ được thừa kế khối tài sản lớn như thế nào